Đây, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn. Sáng chúc quý vị có được nhiều sức khỏe và niềm vui. Hôm nay chương trình tiếp tục có tiếp một người chị. Dạ, chương trình xin chào chị. Dạ, xin chào chương trình. Chị có thể cho quý vị khán giả biết họ tên mình, năm sinh và đến từ đâu chị? Dạ, thì trước tiên cho tôi xin chào chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương và cùng toàn thể quý vị trong nước và ngoài nước. Dạ, tôi xin tự giới thiệu, tôi là họ tên đầy đủ là Mai Ngọc Cẩm, sinh 1968. Quê quán của tôi thì ở An Giang, nhưng hiện tại tôi đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 2. Công việc của tôi là tập vụ, dọn dẹp, vệ sinh cho công ty. Dạ. Chị Cẩm. Dạ, chị đúng Cẩm rồi. Đến từ An Giang. Dạ, đúng rồi. Chị năm sinh năm 68 là 55. 55 tuổi, dạ. Chị Cẩm 55 tuổi đến từ An Giang. Dạ, dạ, chị Cẩm đến với chương trình Tụi Em, tình trạng hôn nhân của chị như thế nào chị? Dạ, tình trạng hôn nhân thì ly dị 12 năm. Dạ. Ly dị được 12 năm? Dạ. Dạ. Chị có đã có giấy ly hôn rồi? Dạ, có giấy ly hôn. Rồi trước khi ly dị, hai anh chị sống chung với nhau có được mấy người con chị? Dạ, không có con. Không có con luôn? Dạ, đúng rồi. Dạ, hiện nay chị cũng chưa có con luôn. Dạ không. Rồi chia tay 12 năm nay chị có gặp được mối tình nào khác không? Nói chung thì có một người bạn thôi, chỉ là bạn thôi chứ không, nói chung không có tiến tới tình yêu. Dạ. Dạ. Người bạn đó mình có đến với nhau chưa hay là chỉ tìm? Chỉ mà bạn tới ví dụ như chia sẻ, ví dụ như mình có công, trong công việc mình có những cái vướng mắc buồn giận gì đó. Đó thì gặp nhau họ hẹn uống cà phê rồi trao đổi gì thôi chứ cũng không có, nói chung là không có tình yêu thì không có. Chỉ mới là trao đổi để tình đó, bạn nói dạ, chuyện. Kết bạn nói chuyện thôi. Rồi chị Cẩm ở An Giang, chị ở huyện xã nào chị? Dạ ở huyện, ở xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn. Vĩnh Phú, Thoại Sơn. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hôm nay chị Cẩm đến với chương trình nè, chị Cẩm muốn tìm nửa yêu thương của mình để ghép nối cho chị. Chị muốn cái mẫu người đàn ông mà đến với chị như thế nào? Dạ thì hôm nay tôi đến cũng với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương thì nói chung là mình cũng là nghiêm túc, thực sự là nghiêm túc, và cũng đi tìm một nửa mảnh ghép còn lại của mình á. Là đối tượng của mình chọn thì nói chung là cũng dễ nhìn, sạch sẽ, dễ nhìn. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái người trung nhân của mình tìm là phải có đạo đức, có nhân cách. Công trong công việc, nếu mà người trung nhân của mình thì có công việc ổn định thì càng tốt. Còn và cái người mà tôi đi tìm thì cái người đó thì nói chung là không nhậu nhẹt, không cờ bạc, biết chia sẻ trong công việc, trong công việc gia đình và cũng như là trong vấn đề trong giao tiếp vợ chồng á, rồi biết đối nhân xử thế với xã hội. Còn cái độ tuổi thì từ 55 đến 65. Dạ, cái độ tuổi thì chị tìm á là cỡ chị trở 55 đến 65. 55 đến 65. Dạ. Rồi ngoài những cái mà chị yêu cầu nãy giờ đó là không cờ bạc, không rượu chè. Dạ. Có nghĩa là biết chăm lo cho gia đình. Dạ. Chị có cần cái mẫu người đàn ông đó là cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu không? Nói chung là mình thì nói chung mình là 1m54 thì người đó có thể là cao hơn mình là 1m60, 65 thì nói chung phải cao hơn mình một tí. Càng cao càng tốt ha. Dạ, chứ thấp hơn mình thì thấy nó cũng không có, nói chung cũng cho đẹp đôi đó. Dạ. Đi ra thì cũng tương xứng. Nói chung mình nói không phải là nói là không tuyệt đối không nhậu, cũng nhậu nhưng mà nhậu với cái cách là đám tiệc,
không say xỉn quá trớn. Có nghĩa là trong giới hạn cho, dạ, đúng rồi. Cho phép của bản thân mình ha. Dạ. Rồi ngoài chị Cẩm là mình làm tạp vụ đúng không? Dạ đúng tạp rồi. Tạp vụ cho công ty. Nhà hàng hả? Công ty. Dạ không, công ty ở Lăng Mắt 81 ở Bình Thạnh. À, làm dịch vụ cho cái làm lâu là dọn dẹp của công ty nhà mẫu hả? Dạ. Rồi ngoài cái giờ công việc hành chánh của mình á, ngoài cái giờ đó chị có làm thêm cái việc gì không? Dạ không. Không. Dạ. Tại nói chung là tôi làm tới 12 tiếng luôn. Hiện nay chị ở nơi chỗ làm việc chị ở trong công ty hay là ở trọ? Dạ không, ở trọ, ở quận 2. Ở quận 2. Thuê phòng trọ ở quận 2. Còn ở quê mình chị có nhà cửa ba mẹ còn không? Nói chung thì nhà ở An Giang là nhà của mình. Nhưng mà mình ly dị chồng rồi nhưng mà cái nhà đó chưa có chia tài sản ra. Bây giờ mình vẫn còn đi tới lui nhà đó. Chồng mình thì giao cái nhà đó cho mình. Là khi nào mà nếu mà mình có gia đình thì có thể là sẽ chia ra. Rồi cái nhà đó là có nghĩa là khi ly dị nhưng mà chưa có chia tài sản. Chia tài sản, dạ đúng rồi. Có nghĩa là hai người vẫn còn đồng sở hữu cái căn nhà. Dạ đúng rồi. Rồi ngoài cái công việc đó chị có đi đâu chơi không? Chị có sở thích gì? Dạ, đi đâu? Nói chung mình cũng thích đi du lịch lắm, mà nhất là đi chùa. Mình thích đi chùa, đi biển đồ dạ. Nhưng mà nói chung là tại vì với công việc, cái đặc thù của mình, công việc đó thì mình làm một ngày là 12 tiếng rồi. 12 tiếng. Dạ, nên thứ bảy chủ nhật là chỉ mong muốn ở nhà là được ngủ nghỉ để tiếp tục rồi tuần sau mình đi làm tiếp. Tại vì nói chung sức khỏe giờ cũng có hơi giới hạn, nên cũng ít có đi chơi lắm. Công việc mình có ổn không chị? Dạ ổn. Thu nhập ổn ha? Dạ. Một mình thì dư sức sống ha? Dạ. Ví dụ như thêm một mình nữa có gánh nổi không? Một mình thì cũng gánh nổi nhưng mà điều gánh không nổi dư luôn hả? Nhưng mà không dư. Nhưng mà nói gánh gì cái mẫu người đàn ông đến với mình thì cũng phải góp chung để mà xây dựng chứ. Dạ. Đâu để chị lo được. Dạ, đúng không? Rồi. Dạ đúng rồi. Thì mình nói vui vậy thôi. Dạ. Nhưng mà cái mẫu người đàn ông bữa nay mà các anh không bắt điện thoại mà nhanh tay lên mà để gọi là cái như các anh rất là hối tiếc, các anh sẽ mất ngủ đêm nay. Một người đẹp đến từ An Giang đó, rất là một gương mặt rất là phúc hậu, rất là hiền lành luôn đúng không? À, mà cái đòi hỏi của chị cũng không có gì gọi là quá cao, chỉ biết lo làm ăn đâu. Dạ. Thí dụ như anh đó có nhà thì càng tốt. Dạ càng tốt. Thí dụ như anh đó ở tận ngoài miền Bắc chị có đi không? Miền Bắc thì hơi xa quá, nhưng mà nếu mà người đó là nói chung mình chọn cái người trung nhân của mình là cái điểm đặc biệt của mình là phải có đạo đức. Dạ. Dạ thì đi đâu em mình cũng đi theo hết. Dạ. Cái đòi hỏi cái tiêu chí đầu tiên là phải có đạo đức. Đạo đức. Thì dạ. Đúng rồi, có đạo đức thì con người mình nó mới làm nên được những cái chuyện dạ. khác. Nếu mà không có đạo đức thì cũng khó sống. Tại vì theo mình suy nghĩ là cái người đó có đạo đức, biết thương yêu rồi vợ con thì dầu ở xa ở đâu mình cũng an tâm hết. Còn nếu mà cái người đó không có về cái đạo đức, nhân phẩm, tính cách người đó đó kém thì dầu có ở gần mình cũng rất là lo. Dạ nói chung là vậy. Tại vì trong cuộc sống mà mình ở đây mình tìm cái bánh ghép chị, mình phải có cái tiêu chí gì đó mình cứ trải lòng ra hết. Dạ. Để các anh biết chứ để sau này bây giờ nói thì được nhưng mà về khi mà chung sống á nó sẽ nảy sinh ra rất là nhiều những dạ. cái biến cố ở trong cái cuộc sống nói chung à, thì đó thì khi mà thì, mình ở chung dạ. Rồi chị có ví dụ như cái anh đó gia trưởng quá chị thấy thì sao? Dạ cũng hơi sợ tại vì mình đã đổ vỡ một lần mình cũng sợ rồi. Rất là sợ. Nói chung là mình cũng không có nghĩ tới là đến đây đâu nhưng mà do cái làm có bạn bè nó cũng là nói mày cũng nên đi bước nữa đi. Không lẽ cánh cửa này đóng, không lẽ cánh cửa kia không mở. Đúng rồi. Phải không? Mày cũng nên đi bước nữa đi, không phải người đàn ông nào cũng vậy. Dạ. Đó, tại mình vô phước gặp chồng mình thì vậy nhưng mà biết đâu chừng gặp người đàn ông khác sẽ bù đắp lại cho mình sao. Thành thử mày cứ mạnh dạn mày đi đến đi. Đó, thành thử thì, mới đi. Tạo hóa cũng rất là công bằng, không dạ. ai tạo hóa không có đóng cửa ai hết bao giờ. Dạ. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác nó sẽ mở ra. À, thì bây giờ trở lại với cái vấn đề tế nhị chút xíu. Chị nói về cái tình trạng hôn nhân giữa hai anh chị đó. Dạ. Chị có thể nào mà tiết lộ chút xíu gì tại sao mà nó tan vỡ? Dạ em sẵn sàng, không có gì, tại mình là người thật, chị. Việc thật không gì. Dạ, nói chung là
Hồi đó mình làm việc em làm cho anh một cái giấy ly dị. Giấy pháp luật á là mình ly dị, nhưng mà về thực chất cái tình cảm á là vợ chồng vẫn sống chung. Thì mình cũng nghe vậy thôi, mình cũng với một phần nữa là chồng mình nói thì cũng rất là nên mình dầu mình có làm việc như thế nào, tốt như thế nào, mình cũng không được là cân nhắc lên được làm trưởng đầu ngành. Mình cứ làm lính hoài thì lương nó không có bao nhiêu đó. Rồi trong cái công cơ quan á, thì cũng có người thương người ghét. Thành thử nghe chồng mình nói vậy thôi, mình đồng lòng, mình thương chồng mình thỏa thuận với chồng, hai vợ chồng lên tòa án á, làm một cái giấy ly dị. Thì ly dị xong thì chồng mình nói nếu mà mình ở đó mình làm việc á thì người ta sẽ nghi, thôi thôi giờ em nghỉ em lên Sài Gòn em làm đi. Thì mình cũng nghĩ là làm việc ở dưới lúc đó lương mình chỉ có chưa được 3 triệu nữa, cách nay là 12 năm chưa được 3 triệu nữa. Thành thử ra thôi lên thành phố làm với mức lương nó là 7 triệu đó, mình thấy thì nó gấp đôi hơn. Thì mình làm cứ một năm mình về nhà hai lần, thì vợ chồng tình cảm vẫn bình thường không có gì hết. À, nhưng cách nay khoảng đúng nói đúng hơn là 30 tháng 4 vừa rồi á, chồng mình là mình phát hiện được là chồng mình có một người phụ nữ khác bên ngoài. Mình gọi Zalo cho người đó thì chồng mình cho thấy luôn là hai người đang ôm nhau ngủ đó. Thì nói chung là mình cũng hơi bức xúc, mình cũng có cái sự đừng bà mà khi mà phát hiện chồng mình vậy đó. Thì mình cũng có khóc lóc, cũng to tiếng với chồng mình. Thì từ chỗ đó ổng lấy lý do đó mà ổng bức xé luôn. Ổng bức xé luôn. Dạ. Chị hy sinh cho cái cuộc sống gia đình, làm ly dị để cho ông được thăng tiến, xã mình được thăng tiến. Dạ. Nhưng mà không ngờ mình lại nhận một cái tới bây giờ kết cục đau đúng 12 năm tới bây giờ luôn. Đó mới là mới 30 tháng 4 vừa rồi. Qua cái biểu cảm, cái cảm xúc của chị kể lại thì chương trình cũng rất là hiểu cái nỗi đau của chị. Chị cũng là một mẫu người phụ nữ biết hy sinh cho gia đình. Cũng hơi cay đắng chị ha. Yeah. Nhưng mà không sao. Thì dù gì thì hôm nay chị cũng đến với chương trình. Bây giờ chị hãy lắng tâm lại chút xíu ha, để dằn bớt cái nỗi lòng của mình nãy giờ. Yeah. Ngoài cái công việc hàng ngày là chị có thích đi hát hò đồ không? Thích lắm. Hát này lắm, tại mình nó già, tại nói chung là nếu mà ngày hôm qua mình, tại hôm qua nó tăng ca đột xuất á, chứ phải đừng có tăng ca, thì mình sẽ đi lên đây, có thể là mình ở đây mình chơi tối hôm qua rồi. Dạ. Thích hát hò lắm. Dạ. Thích hát hò lắm. Ở dưới quận 2 cũng có nữa. Ở dưới quận 2 cũng có nữa. Chị đi về đó anh. Mình tính sẵn là mình tới đây để nhờ mảnh ghép yêu thương tìm lại cho mình người chung nhân sau này á. Thì sẵn cơ hội đó thì mình tới đây mình tham gia cái buổi tối hôm qua rồi. Nhưng mà do cái là mình bị tăng ca nên không có đi được. Thôi bây giờ để mình xóa tan cái bầu không khí mà nặng nề nãy giờ đó. Kể chị có thể gửi cho quý vị khán giả một đoạn cái bài hát nào mà chị thích. Dạ, để góp phần văn nghệ cho chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Thì nói chung là mình không có thuộc lời hát, nếu mà hát thì mình không thì hát hay không bằng hay hát. Nói chung là cái lời thì mình không thuộc, nếu mà ấy mà qua cái màn hình thì có thể mình hát được, mình hát câu cơ thì được. Thì mình hát một đoạn nào đó thôi, một đoạn ngắn thôi, đoạn nhỏ một cái đoạn ngắn để gửi đến quý vị khán giả. Để thôi vậy mình hát bài nó thành lần vừa quên cái bài tựa bài hát đó là cái gì đời là cát bụi là ta mà cát bụi chị không phải cát bụi cuộc đời không phải luôn mà nói chung là bận thôi đột xuất hơi xin lỗi quên bài cát bụi bài đó chỉ là cát đời là cát bụi là ta vậy đó, nhưng mà bây giờ nó thành lần thì mình cũng hơi quên lời. Thôi thì giờ mình hát đi, khỏi cần cái tựa cũng được. Vậy hả? Chị nhớ khúc nào chị hát khúc đó tặng quý vị khán giả là được.
nói chung là thôi thôi cũng quên quên lời. Dạ thôi xin hẹn hẹn lần khác mình sẽ chuẩn bị nó sẽ được tốt hơn. Dạ. Chứ mình thì cũng thật sự là thích hát lắm, nhưng mà bây giờ nói chung cũng tâm lý á thì cũng hơi quên lời. Dạ rồi bây giờ thôi mình trở lại chương trình đi. Thí dụ như bây giờ có trong cái mảnh ghép yêu thương này chị, trên cái cuộc đời của mình, còn quãng đời còn lại mình đi á, mình tìm cái mảnh ghép yêu thương nó cũng tùy thuộc vào cái duyên nợ của đúng mình rồi, chứ không phải là mình nói muốn là được. Đó. Rồi trên cái quãng đời đi đó, nếu mà cái mảnh ghép yêu thương đến với mình nè, qua cái thông qua chương trình này nè, thì sẽ có các anh gọi điện tới tấp tới chương trình luôn. Đó. Rồi có thể hẹn gặp chị có thể trở lại với chương trình một lần nữa không? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng ha. Dạ. Rồi thí dụ như có cái mảnh ghép mà cái này mình thí dụ để mình dạ, nói cho vui dạ, thôi hiểu, ha. Dạ. Cái mảnh ghép đó anh đó đến đây mà ảnh cũng rất là siêng năng, rất là có đạo đức. Dạ. Rồi ảnh cũng rất công việc ảnh làm cũng rất là hăng say. Dạ. Nhưng mà do cái phần số sau đó ảnh cũng lận đận. Dạ. Cũng chưa có nhà cửa. Ừ. Rồi chị có suy nghĩ như thế nào? Thí dụ nếu mà mình gặp người đó, có thể là mình làm quen người đó, xong mình trao đổi một thời gian nào đó, mình tìm hiểu tính cách giữa hai người với nhau. Rồi nếu mà vì hoàn cảnh thì đó mình không mong muốn, thì có thể là đến với nhau, hợp tình với nhau, đến với nhau thì có thể là mình như hiện tại bây giờ tôi cũng đang ở thuê đó, thì có thể là mình tới nhau là mình ở chung đó, rồi cùng nhau đi làm, rồi mình sống, nói cùng chung giờ xây dựng, ha? Dạ đúng rồi. Ví dụ như là mình thì cũng hiện thời thì cũng đang ở thuê, ví dụ như anh đó cũng đang ở thuê đi làm, nếu mà hai người có đồng cảm với nhau thì có thể đến với nhau. Mình ở rồi mình xây dựng hạnh phúc mà, đúng không chị? Mình chăm lo với nhau trong cái điều kiện hiện tại của mình. Tiền bạc thì nói đúng ra nó cũng rất là cần chứ không phải là không. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu mà nói để mà vì nó quá thì nó cũng sẽ mất đi cái hạnh phúc. Đúng rồi. Thì chị đến với chương trình tụi em, chị thấy chương trình tụi em như thế nào? Đến chương trình này thì tôi thấy cái chương trình này là một cái hữu ích để đem lại cái sự mà tinh thần cho những người mà bị đổ vỡ việc gia đình cũng như người chồng hoặc người vợ. Yeah. Thì cái chương trình này thấy là rất là hữu ích, và nói chung là cái với các anh ở đây thì rất là thoải mái khi mà trao đổi phỏng vấn với nhau á. Chị có rung không? Mới đầu lên chị có rung là nói chung cũng không có rung về mấy, nhưng mà do cái là hồi nãy hơi bị xúc động về nói chuyện vấn đề cái chuyện của gia đình á, nên làm cho mình cũng hơi bối rối cái khi đó. Rồi chương trình cũng cảm ơn những cái lời chúc của chị. Thì bây giờ chị còn đòi hỏi ở cái mảnh ghép của mình thêm một điều gì nữa không chị? Thì chị cứ trải lòng ra hết đi để các anh biết được cái nỗi lòng của mình, và cũng như cái cách sống của mình để mấy anh chủ động hơn trong cái cuộc gặp sắp tới. Nói chung thì nói về cái tính cách của tôi á, thì tính cách của tôi thì nó ngay tôi rất là nghiêm túc, rất kỹ tính, nhưng mà nói chứ vẫn vui, cũng thích vui, thích ca hát, thích đi du lịch. Nó là về cái tính cách. Rồi còn đối với người mà trung nhân tôi đi tìm nửa mảnh ghép còn lại đó, thì đối với người trung nhân đó là cũng phải tính cách giống như là cũng nói chung là phải đạo đức, phải biết chia sẻ yêu thương với chợ vợ chồng hoặc là trong gia đình. Tại vì tôi cũng đã bị đổ vỡ một lần nên tôi rất quý trân trọng những cái sự mà chia sẻ yêu thương với nhau, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, để mình tới để mình nương tựa với nhau mà sống, thì trong những cái thời gian sau này là phải cái sự vui á, tinh thần mình là cái chủ chốt, cái đặc biệt. Cơ hội rất lớn cho các anh. Năm nay 55 tuổi.
bây giờ tình trạng hôn nhân là độc thân mà chưa có một người con nào luôn. Đây là cái cơ hội rất lớn cho mấy anh nha. Thôi thì nãy giờ á, chị em mình cũng đã trải lòng tâm sự để cho các anh hiểu hơn về cái cuộc sống của chị. Mà chị quên hỏi chị là trong cái cuộc sống chị có cái thế mạnh gì không chị? Cái điểm mạnh gì ở? Điểm mạnh là rất là chịu khó, cần cù, siêng năng. Rồi cái điểm yếu và những cái tật xấu á? Nói chung là tật xấu của mình là thường hay khóc, mũi lòng lắm. Ai mà nói nặng hay là mình xem phim hay xem cái lương gì mà thấy hoàn cảnh khổ là mình hay động lòng. Hay khóc ha. Rồi khi giận ảnh là bao nhiêu ngày mới tha thứ? Giận thì nó ngay mau lắm, giận thì ngay cũng giận liền á, nhưng mà như mình người chồng mình lúc trước á, mình giận là mình là người chủ động là làm quen lại trước. Là làm quà lại trước ha. Dạ, chứ để không thôi ảnh đi luôn á. Dạ. Vậy mà giận lâu vậy... quá anh đi luôn. Mất công đi tìm nữa. Dạ. Thôi thì mình vui để cho cởi mở chị ha. Dạ, dạ. Dạ. Thì hôm nay nãy giờ chị em cũng tâm sự hết rồi. Dạ. Cũng cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Dạ. Đến đây để ghi hình. Dạ. Chị có cho phép tụi em dùng hình ảnh của chị đưa lên không gian mạng không? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng chị dạ, ha. Dạ. Dạ, rồi cảm ơn chị. Dạ. Rồi trước khi kết thúc chương trình, chị có lời nào gửi đến quý vị khán giả cũng như ý chung nhân sắp tới của mình không? Dạ thì để kết thúc chương trình thì mình cũng xin chân thành cảm ơn là chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương đem lại cái tinh thần cũng như là cái cuộc sống cho những người mà đã đổ vỡ chuyện gia đình để tìm lại nửa mảnh ghép sau này. Và mình cũng muốn gửi lời đến các quý vị còn vợ còn chồng thì hãy biết thương yêu nhau, chứ đừng có mà vợ chồng mà không biết chia sẻ rồi không biết mà yêu thương nhau thì rất là đau khổ. Nói chung là người phụ nữ cũng khổ mà người nam cũng khổ. Thành thử ra tôi cũng muốn gửi đến các anh các chị, thì những anh những chị nào mà còn sống đang sống một gia đình hạnh phúc thì hãy cố gắng để mà vun đắp cho hạnh phúc mình được tốt hơn. Xin cảm ơn chương trình. Thì chương trình cũng xin kết thúc tại đây. Chúc quý vị khán giả có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong sự nghiệp. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, xin chào chương trình.